Tại Bình Phước, một người đàn ông bị cắt cổ dẫn đến tử vong, hung thủ bỏ trốn. Cơ quan chức năng vừa bắt giữ đối tượng gây án và làm rõ nguyên nhân mâu thuẫn liên quan đến game bắn cá. Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đã bắt giữ Nguyễn Duy Cương, 30 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp để điều tra về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng ngày 19 tháng 3, anh Trần Minh Nguyệt, 39 tuổi, cùng vợ đang ở trong nhà thì Cương đến gõ cửa gọi ra để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, hai người xảy ra cự cãi, lớn tiếng. Trên tay Cương cầm một con dao rửa, vợ anh Nguyệt vào can ngăn nhưng không được nên chạy ra sân kêu cứu những người xung quanh. Tuy nhiên, khi người nhà chạy đến phát hiện nạn nhân gục ngã trong vũng máu tử vong. Cương bị bắt khi đang lẩn trốn trong một vườn cam của người dân cách hiện trường vụ án hơn 1 km. Bước đầu Cương khai nhận giữa Cương và Nguyệt xảy ra mâu thuẫn vì chơi game bắn cá, cộng thêm Nguyệt mượn tiền Cương đi đánh bài nhưng Cương không cho. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.